Những ngày này khắp các làng quê Bắc Bộ là tình cảnh mù mịt mờ ảo do người dân đua nhau đốt rơm rạ sau vụ mùa. Tác động xấu đến môi trường như thế nào thì ai cũng rõ, nhưng mà làm sao để người dân thay đổi được nhận thức, làm sao để xử lý được tận gốc rơm rạ thì không phải là ai cũng biết. Mô hình sau ở Nam Định có thể là một gợi ý cho bài toán này. Hai sào ruộng nhà ông Đặng Chính ở xã Giao Hải, huyện Giao Thủy được trồng theo hướng canh tác mới. Là vùng bão gió nhiều nên việc sử dụng phân vô cơ vừa giúp cây cứng cáp, khó đổ ngã, lại vừa giảm thiểu được tác động đến môi trường. Ngoài ra, phần rơm rạ cũng được ông xử lý gọn gàng nhờ một chế phẩm vi sinh, chứ không đốt tràn lan như những hộ khác. Cái xử lý cái hậu của nó sau khi nó gặt thì là một vấn đề nan giải. Vì người nông dân nó đi vào cái tiềm thức của người ta rồi. Bây giờ không đốt rơm rạ thì không ai được dùng thổi rơm rạ nữa, thì chỉ có đốt. Nhưng mà dùng cái phương pháp này thì nay mai là có cái một cái loại chất ATITM đấy. ATITB là xử lý rác thải để dùng nó trở thành phân hữu cơ. Ở Giao Hải, sau khi gặt xong, những gốc rạ vẫn cao, khác hẳn so với cách thức thu hoạch truyền thống. Thay vì cắt ngắn để đốt như nhiều hộ đang làm, thì nông dân ở đây chỉ thu hoạch phần ngọn. Sau khi đưa nước vào đồng, bằng chế phẩm sinh học, tất cả sẽ được trộn lẫn vào nhau để tạo ra chất dinh dưỡng cho đất. Chúng tôi cũng lựa chọn một cái phương pháp xử lý và một cái chế phẩm dễ nhất. Tức là sau khi gặt lửng rồi thì có nước vào thì sẽ sử dụng cái chế phẩm đấy trộn với cát, rắc. Và sau đó thì máy cày nó cày và nó sẽ vùi cái vi sinh cùng với rơm rạ. Và sau khoảng 15-20 ngày thì cái rơm rạ được phân hủy hoàn toàn thành phân hữu cơ. Và như thế là nó sẽ bồi bổ lại được một cái lượng phân hữu cơ cho đất. Thứ hai nữa là không còn cái hiện tượng đốt rơm rạ nữa. Và như thế là nó không làm gia tăng cái phát thải khí nhà kính. Nhận thấy hiệu quả của chương trình, 80% nông dân ở xã Giao Hải đã áp dụng theo cách trồng lúa thông minh, giảm phát thải. Qua một năm triển khai thí điểm, nhiều gia đình đã có thêm của ăn của để khi sản lượng và chất lượng thóc tăng cao hơn so với trước. Còn môi trường nông thôn cũng trở nên trong lành hơn. Trong quá trình sản xuất sử dụng quá nhiều thuốc cỏ, quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật, quá nhiều thuốc ốc, quá nhiều thuốc sâu thì các loại phân vô cơ thì chúng ta sẽ làm tăng cái lượng phát thải và làm ảnh hưởng tới trực tiếp môi trường và đời sống của chúng ta, và ngay người dân bây giờ người ta cũng đã nhận thức cái này rất cao. Khó nhất của nông dân hiện nay đối với nông dân miền Bắc thì họ cũng rất là nhanh chóng tiết kiệm với lại khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên là bây giờ cái lực lượng lao động ở nông thôn ấy là khá là già, bởi vì các cái thanh niên và các cái trai trẻ thì đi ra các cái làm khu công nghiệp, cho nên là cái tiếp thu về mặt kiến thức ấy, đối với người già nó cũng khó khăn. Vì vậy chúng tôi đã phải thực hiện cái phương pháp là tập huấn cho người già, cho người lớn tuổi, và phải áp dụng là những cái biện pháp là nhắc đi nhắc lại để cho người dân trở thành một cái thói quen, một cái thay đổi một cái hành vi của họ. Thì cũng không phải là một cái chuyện dễ trong ngày 1, ngày 2, mà nó cần một cái quá trình tương đối dài hơn một chút. Sau mỗi vụ thu hoạch, rơm rạ lại chất đống và trở thành bài toán khó khi người nông dân không biết xử lý như thế nào. Còn khói bụi thì vẫn tỏa ra mù mịt trên những cánh đồng làng và phát tán khí độc vào trong không khí. Dù mới là triển khai thí điểm, song đây cũng được xem là một điểm sáng để nông dân ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính họ.